Đó, ở ngoài sau này có cửa nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ bỏ tội phạm vô đây xe ben nè các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, đây có cái gì đây các bạn? Wow, nguyên một con khủng long luôn các bạn ơi. Nè, có khủng long này nhìn ngầu chưa đây các bạn? Đó, cái đầu đó có những cái slide sừng nữa. Ủa, cái này là cái gì đây các bạn? Một cái chuồng thú nha. Rồi còn đây là một cái chuồng thú nữa nè các bạn. Đó, xe khủng long xíu ngầu luôn các bạn ơi. Rồi đi qua đây các bạn ơi. Các bạn ơi, bên đây mình thấy có hộp gì nữa các bạn? Wow các bạn ơi, đây là một hộp xe container nữa các bạn. Xe container này có vô lăng nè các bạn, có biển số xe là 8878C nha các bạn. Đó, rất đẹp luôn. Ô xe này có móc kéo màu đỏ nha. Chở theo xe ô tô nữa các bạn. Một chiếc nè, hai chiếc nè, ba chiếc nè các bạn. Wow, chiếc xe container này đẹp quá các bạn ơi. Rồi để xe container ở đây nha. Đi qua đây các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Ô đây là xe cẩu mút cát nè các bạn. Xe cẩu mút cát của anh tài xế màu đỏ nè. Ô có cái cẩu mút cát màu đỏ nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp lại nha các bạn. Đây, gắn vô các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cẩu mút cát rồi. Đó, xe cẩu mút cát đào cát nè các bạn. Đó, hay chưa các bạn ơi. Rồi đi qua đây nè các bạn. Đi các bạn ơi. Bên đây có một cái chiếc xe gì đây các bạn? À, đây cũng là xe cẩu mút cát nè. Bây giờ mình lắp ráp vô các bạn. Đó, xong rồi các bạn ơi. Wow, cái cẩu mút cát nè. Đó, đào cát bạn thấy ghê chưa? Đó, rồi. Ê, các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn? Wow, nguyên hộp xe trái cây luôn. Để bây giờ mình coi có trái gì ăn được các bạn. Ê, đây là trái chanh nè các bạn. Rồi còn đây trái chuối ha, trái chuối ăn rất là ngon luôn nha. À đây trái cà tím chúng ta phải nấu lên mới ăn được nha các bạn. Đây là trái dâu nè. Wow, xe chở thú này màu gì các bạn? À đúng rồi, xe này màu xanh lá cây nha các bạn. Nè, có vô lăng luôn các bạn ơi. Wow, xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi đi qua đây các bạn ơi. Bên này nè. Ê, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Đây là một chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Đó, xe mô tô cảnh sát các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Wow, ở đây là xe gì đây? Ô đây là xe container chở theo hai chiếc xe ở dưới này nữa nè. Ê, các bạn ơi, ở đây có hai chú cảnh sát luôn nè các bạn nè. Đó, chú cảnh sát đang lái xe nè. Ê, cái chú cảnh sát này đang đi bắt tội phạm hay gì nè các bạn ơi. Xe này có biển số xe là 899 nè các bạn. Wow, cái đèn xe cảnh sát nè các bạn rất đẹp luôn nha các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, đi qua đây các bạn. Ở đây mình thấy có hộp gì nè các bạn. Wow, ô đây là một hộp xe ô tô nha. Đây xe ô tô chở theo xe gì các bạn? Wow, chiếc xe gấp đá rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè. Wow, một hộp xe công nông các bạn ơi nè. Ui không phải các bạn ơi, đây là xe cẩu mút cát nè. Rồi đây là xe ben nè các bạn. Ô còn đây là xe gì đây các bạn? À xe container nè. Ô có anh tài xế với lại chị lơ xe nè các bạn. Wow, xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Xe này là rất funny nha các bạn. Dưới này chở theo hai chiếc xe ô tô nè các bạn ơi. Đó các bạn nhìn nào, xe rất là đẹp luôn nè các bạn. Rồi đi qua đây các bạn ơi, ở đây có cái chiếc xe này là ha, xe này xe chở bê tông nè. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa lại xe chở bê tông này nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe chở bê tông siêu mạnh luôn nè. Đó, xoay mạnh chưa nè các bạn ơi. Wow, xe chở bê tông này có cái cabin màu xanh nước biển. Ở trong này có anh lơ xe nè các bạn. Bên này có anh tài xế đang ngồi lái xe nè các bạn, thấy đẹp chưa? Rồi các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là xe container nè. Ô, xe container này có chỗ ngồi lái xe nè các bạn. Đó, chỗ này cho lơ xe ngồi nè. Wow, xe này là power luôn nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái móc kéo dài chưa các bạn? Ê, xe này chở theo xe gì đây? Ha các bạn ơi, một chiếc xe cẩu mút cát nè. Rồi, tiếp theo, đây là một chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Wow, chiếc xe container này xịn quá các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì nè các bạn? Wow, các bạn ơi, một khẩu súng siêu ngầu luôn. Ủa, mà súng này không có đạn các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, mình thấy bạn xe khủng long này chở theo gì nè các bạn? Ê, các bạn ơi, hình như đây là cái bán súng nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha các bạn. Đây, gắn đây các bạn ơi. Ok, xong rồi. Wow, các bạn ơi, khẩu súng nhìn dài chưa nè. Bây giờ mình sẽ lên đạn nha các bạn. Đó, bây giờ ở trong này nè các bạn, trong này có đạn nè các bạn. Đây bây giờ mình lấy đạn nha các bạn. Đây mình gài đây nè các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắn chiếc xe này nè các bạn. Đó, mình bắn ngã chiếc xe luôn các bạn ơi. Wow, khẩu súng rất là mạnh luôn các bạn. Để đây nha các bạn. Rồi đi qua đây các bạn ơi, bên này có cái hộp gì nè các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe gì đây các bạn? Wow, một chiếc xe cảnh sát bắt tội phạm nè các bạn, thấy đẹp chưa? Ở ngoài sau này có cửa nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ bỏ tội phạm vô đây nè các bạn. Ổng lại nha các bạn. Wow, các bạn ơi, xe này có biển số xe là 1968 nha. Còn đây là cái đèn xe cảnh sát nè các bạn. Đó, cái đầu cabin phía trước nè các bạn, thấy nhìn ngầu chưa? Wow, xe chạy đụng luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy có hộp gì nè các bạn. Ủa, đây là chiếc xe container nè các bạn. Ủa, xe container thở theo một chiếc ô tô nữa bạn. Hai chiếc xe ô tô nè. Dưới này có nguyên con khủng long luôn các bạn thấy chưa? Wow, cái đầu màu xanh nước biển nè các bạn. Đây là anh tài xế và đây là anh lơ xe nè. Biển số xe là 628 nha. Xe rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi để xe đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. Ý các bạn ơi, đây có chiếc xe gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben nè các bạn. Ủa, ben rất là cao luôn nè. Ủa, còn cái đầu nè xe nè các bạn. Ủa, đầu xe này lúc lắc y như con rắn luôn các bạn ơi. Wow, xe này ngầu các bạn. Rồi để xuống nè. Mình sẽ cho xe chở theo một chiếc xe ô tô, hai chiếc xe ô tô nè. Wow, xịn chưa các bạn ơi. Rồi để đây nha các bạn. Đi qua đây các bạn ơi. Nè 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 nè, bên đây mình thấy có cái hộp gì nè các bạn. Wow các bạn ơi, xe này xe ô tô, cái còi xe màu đỏ nè, cái thân xe màu xanh nước biển nha. Đây là chiếc xe lưu nè các bạn. Đó, xe lưu rất là đẹp luôn nha. Rồi các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái hộp gì nè các bạn. Wow các bạn ơi, cái đầu container nhọn chưa nè. Ô, xe này chở theo xe đua nè các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Xe container chở theo xe gì các bạn? À đây là xe công nông nè các bạn. Cái móc kéo nè các bạn. Wow, xe công nông này đẹp quá các bạn ơi. Ồ, chiếc xe này siêu ngầu luôn nha. Ê, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe này xe gì đây các bạn?
đây là xe trộn bê tông nè. Cái đồ trộn bê tông này, cái đồ trộn bê tông này bị bể các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái đồ trộn bê tông như đây nè các bạn. Đây đó. Rồi ok, xong rồi. Các bạn ơi, đây có cái hộp gì các bạn. Wow các bạn ơi, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Wow, nguyên một chiếc xe container cái đầu màu xanh nước biển các bạn ơi. Ý đây là con gì đây các bạn? Ô đây là con hu. Ôi còn đây con gì đây các bạn? À đây con hổ nè các bạn. Ôi còn đây con gì các bạn? À đây con sư tử nè. Ôi bên đây nè các bạn. Ô con này con hà mã các bạn, nhìn dữ chưa nè. Ở trong này có con gì các bạn? À đây là con tê giác nha các bạn. Wow, xe nhìn ngầu các bạn ơi. Dưới này chở thêm một chiếc xe đua nữa nè các bạn. Đó, xe rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi đi qua đây các bạn ơi. Các bạn ơi, ở bên đây mình thấy gói hộp gì nè các bạn. Wow, đây là xe gì đây các bạn? À đây là xe container chở xăng nha. Đó, cái đầu container màu xanh nước biển. Còn đây là cái thùng xăng nè các bạn. Ồ, ở đây có cầu thang leo lên luôn nè các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ đổ xăng trên này nè các bạn. Wow, xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, bên này nè các bạn. Cái xe này xe gì đây? Wow các bạn ơi, đây là xe cẩu múc cát nè các bạn. Thiếu một chiếc xe cẩu múc cát nè. Còn đây là cái gì đây? À đây là cẩu múc cát nè. Ôi cái cẩu múc cát của chiếc xe này nè các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Rồi, gắn vô. Đó, rồi xong rồi. Wow, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn. Đó, xe cẩu múc cát có anh tài xế đang ngồi lái xe trong đó các bạn thấy không? Wow, rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi, bên này các bạn ơi, đây đây chiếc xe công của chúng ta nè. Đó, cái đầu container nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Đó, đây là ống khói nè các bạn. Đó, đây là còi xe nè. Đó, cái móc kéo nè. Wow, rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, bên này các bên này có chiếc xe này xe gì đây các bạn? Wow, một chiếc xe ô tô nha các bạn. Wow, xe ô tô này chở theo xe gì đây các bạn? À, đây là chiếc xe cẩu múc cát nè. Nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Ở bên đây mình thấy có cái hộp gì nè. Dưới đây là một chiếc xe cá mập nè các bạn. Đâu bây giờ mình mở ra coi. Ô biết đây có phải xe cá mập không các bạn ơi? Ui, xe này xe điều khiển các bạn ơi. Nè 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 nè. Wow các bạn ơi, đây không phải là xe cá mập các bạn ơi, đây là con cá sấu nha các bạn. Nè các bạn nhìn nè, đó cái hàm răng của nó các bạn nè. Crocodile. Wow, cái ống khói xe nè các bạn ơi. Đó các bạn nhìn nè, đó cái bánh xe nè các bạn. Đó, xe rất đẹp luôn nè. Còn đây là gì đây các bạn? Ha, đây là cái phục nhúng của chiếc xe nè các bạn ơi. Động cơ xe nằm đây nè các bạn. Đó, động cơ xe nằm ở đây luôn nè các bạn thấy không? Wow, nè phục nhúng phía sau nè các bạn. Đó, xe rất là êm luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đầu điều khiển nè các bạn. Ô các bạn ơi, nè nè mình điều khiển nè. Đó các bạn thấy không? Wow, xe động cơ rất là mạnh luôn. Rồi bây giờ mình chạy thử nè. Đó, wow 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 các bạn ơi, chiếc xe chạy hay chưa các bạn ơi? Đó đó đó. Ô các bạn ơi, nó đụng gì các bạn ơi? Ô chiếc xe này đang chạy ra khỏi chỗ này các bạn ơi. Nè nè, xe này đang bị chặn bởi những chiếc xe rồi các bạn ơi. Đó, bị chặn bởi những chiếc xe rồi. Nó đang kiếm đường đi ra các bạn ơi. Đó, nó đang đụng mấy chiếc xe để nó chạy ra đó các bạn. Wow các bạn ơi, đó xe này chạy. Wow, các bạn ơi. Đó, nó chạy ghê chứ bạn. Đó, nó đụng kìa. Wow, đó rồi được rồi, nó mắc kẹt các bạn ơi. Rồi mắc kẹt rồi. Xe này đang bị nhốt bởi những chiếc xe nha các bạn. Đó. Đó. Nó đụng để nó kiếm đường chạy ra các bạn. Đó các bạn nhìn rồi đó ơi, nó ủn chiếc xe kia bạn. Đó, nó ủn chiếc xe kia bạn ơi. Đó, wow. Ô, rồi. Ui trời, nó làm gì đấy bạn? Ui trời, nó làm gì bạn ơi? Rồi nó chạy ở phía trước. Ôi, nó chạy phía trước làm các bạn ơi. Ồ, nó chạy phía trước làm gì? Ồ, rồi, nó sắp chạy ra các bạn ơi. Nó sắp chạy ra được các bạn ơi. Ồ, kìa, nó chạy ra, nó đụng mấy bạn thú các bạn ơi. Ồ, ghê các bạn. Ồ, ghê chưa rồi, đó. Wow các bạn ơi, nó leo lên xe chở thú các bạn ơi. Ồ, nó leo lên xe chở trái cây luôn kìa. Ồ, ghê chưa bạn ơi. Rồi, ghê các bạn ơi. Rồi, ui, trời ơi, ghê các bạn ơi. Ồ, rồi, nó chạy lên mấy bạn thú luôn các bạn ơi. Rồi, ghê. Ghê rồi, nó đang chạy các bạn ơi. Rồi, các bạn ơi, nó đã bị vướng rồi các bạn ơi. Nó vướng cho mấy bạn thú các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Đó, đang cán với bạn thú nè. Rồi. Ô, xe nó đã bị vướng các bạn ơi. Đó, hôm nay chúng ta đã khám phá được rất là nhiều chiếc xe rất là ngầu luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn có học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.